Trên màn chúng ta là trận đấu trên bàn số 4 giữa hai cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn và Phạm Phương Nam. Vâng, thưa bạn, như vậy là cầu thủ Phạm Phương Nam sẽ là người giành quyền phá bi trước ở bàn đấu đầu tiên. Như chúng ta đều biết thì thể thức của TD Pool Master League năm nay là rất giống với Premier League Pool mà chúng ta vừa được theo dõi trên do Matchroom tổ chức. Đây là thể thức mà 8 cầu thủ sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, sau đó loại 2 cầu thủ sau ngày thi đấu đầu tiên các bạn nhé. Vâng, có lẽ là các bạn nhìn cam thì hơi tối thôi, nhưng mà ở bây giờ trên không gian thi đấu thì chúng ta đã cắt hết tất cả đèn xung quanh rồi, chỉ để mỗi đèn bàn thôi các bạn. Đèn bàn này là hệ thống đèn bàn Longoni tiêu chuẩn quốc tế, và nó đặc biệt, cái điều đặc biệt của nó là nó không tạo chói các bạn ạ. Cho nên là có thể là hình ảnh của các bạn gọi là bàn hơi tối thôi, nhưng mà phía các cầu thủ thì cực kỳ thoải mái để chơi. Điều kiện thi đấu này là theo đánh giá của mình là từ trước đến giờ Việt Nam chưa có. Vâng, ngay ở đầu tiên, cú phá đầu tiên thì cầu thủ Phạm Phương Nam đã phá thành công, và hình bàn này là rất đẹp để anh có thể dọn bàn rồi. Tuy nhiên cái má con bi số 3 này hơi bị khó một chút. Anh sẽ phải đánh con bi cái sang phía bên phải con bi số 4, điều bi số 4 vào lỗ góc phía trên bên tay trái. Không, như vậy là vẫn có thể ghìm lực được cú đánh tốt của cầu thủ Phạm Phương Nam. Tuy nhiên đối mặt với anh bây giờ lại cú đánh con bi số 4 hơi bị thẳng và điều về con bi số 5 ở phía băng ngắn phía dưới bàn này. Cú đánh này cầu thủ Phạm Phương Nam sẽ phải rất kỹ lưỡng đánh giá tình hình, tại vì là cái điều kiện bàn thi đấu là vải mới, bàn mới, cho nên là nó sẽ có tác động trượt ở con bi cái một chút nếu mà đánh với lực cu lê hay là áp phê lớn, hoặc là kể cả trô cũng vậy. Thưa bạn, là 8 cầu thủ sẽ đánh cùng giờ 4 trận đấu đều được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của Vietnam Billiards Promotion cũng như là web thể thao.vn các bạn ạ. Cả Facebook và YouTube luôn, cả 4 trận đánh cùng giờ và đều được live. Có bấm giờ các bạn, có bấm giờ. Mỗi cú đánh được 30 giây thôi. Cầu thủ Phạm Phương Nam đây cũng đang phải đối mặt với cái thách thức cho riêng mình khi mà thể thức đánh bấm giờ có lẽ là nhiều người đánh giá là không phải thể thức thế mạnh của cầu thủ Phạm Phương Nam. Việc bấm giờ sẽ do các trọng tài thực hiện các bạn nhé. Như vậy là cầu thủ Phạm Phương Nam đã không thể nào thực hiện được cú đánh trực tiếp con bi số 5 mà phải đánh cộng, nhưng mà anh cũng cộng thành công. Tuy nhiên cú đánh này là cú đánh mà con bi số 5 sẽ phải đánh vào lỗ góc phía xa, và với điều kiện là bi cái đang ở sát băng dài bên tay phải, một cú đánh không dễ cho cầu thủ Phạm Phương Nam có thể thực hiện được. Tất cả các trận đấu đều sẽ đánh thắng phá các bạn nhé. Rất hay, chúng ta có thể thấy là cú đánh bi số 5 cực kỳ hay của thủ Phạm Phương Nam. Như vậy là cơ hội để cầu thủ Phạm Phương Nam mở điểm trong ván đấu đầu tiên này đây rồi. Vâng, thưa bạn, cầu thủ Hoàng Sao thì cũng đánh ở một cái luồng song song của chúng tôi, cũng live trên YouTube và Facebook của Vietnam Billiards Promotion và web thể thao.vn.
Thưa bạn, là như vừa rồi là một cú phá dọn của cầu thủ Phạm Phương Nam sau khi mà anh Thi Sổ Băng đã giành quyền phá bi trước, thì anh đã đi một chấm trong ván đấu đầu tiên này rồi. Và chúng tôi xin nhắc lại, đây là một trận đấu với thể thức thắng phá, đánh đến 6 và thắng phá. Thưa bạn, đây không phải thật ra thì điều kiện thi đấu này không tối đâu, tại vì là chúng tôi tắt hết cái đèn của nhà thi đấu, chỉ để mỗi đèn bàn TV thôi, tức là đèn bàn BIA thôi, cho nên là nhìn là tối này thôi, chứ còn hệ thống đèn này là hệ thống đèn Longoni tiêu chuẩn quốc tế, và đặc biệt là nó không không bị chói, không tạo ra độ chói cho các cầu thủ có thể chơi, cho nên đây là điều kiện thi đấu lý tưởng các bạn ạ. Lại một cú phá bi tốt, ăn con bi số 1, nhưng mà con bi số 2 này có đường hay không? Như vậy là con bi số 9 này đã cản đường con bi số 2 rồi. Đây là một tình huống khó mà cầu thủ Phạm Phương Nam có lẽ sẽ phải thực hiện một pha đánh push out. Thắng phá các bạn nhé, đánh lick hay là đánh cắt thì tất cả đều là do ban tổ chức, và ban tổ chức quy định đây là giải đấu thắng phá. Thắng phá mới hay. Mỗi cầu thủ trong một trận đấu này, trong một ngày thi đấu sẽ phải đánh, hôm nay sẽ phải đánh 7 trận các bạn. Sẽ phải đánh 8 trận mới đúng, tại vì là chúng tôi sẽ đánh thêm một cái trận đấu của lượt 2 nữa, của vòng 2 nữa. 8 cầu thủ sẽ thi đấu vòng tròn một lượt trong ngày đầu tiên. Như vậy là cầu thủ Phạm Phương Nam đã push out ra một pha nhảy bi. Một vài nhảy bi không thành công rồi. Đây sẽ là cơ hội cho cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Điều bi số 3 với bi số 4 không tốt của Nguyễn Anh Tuấn rồi. Chúng ta đều biết là Nguyễn Anh Tuấn vừa có một màn thể hiện rất là cảm xúc ở giải Premier League Pool tổ chức tại Mỹ. Nhưng mà vừa rồi là một cú đánh thủ bi cũng không tốt của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Điều bi số 4 ra bi số 5 đi hơi bị nhiều, còn bi số 5 hơi mỏng một chút, nhưng mà có lẽ là tình huống này thì bi số 6 và bi số 7 cũng thuận lợi rồi. Hình bi này là dễ đối với một cầu thủ chuyên nghiệp như cầu thủ Phạm Phương Nam. Dạ đúng rồi các bạn, đây là thể thức 8 cầu thủ sẽ đánh vòng tròn một lượt để tính điểm. Sau ngày thi đấu đầu tiên thì sẽ loại ra 2 cầu thủ, 6 người tiếp theo sẽ tiếp tục đánh vòng 2, cũng là đánh vòng tròn một lượt tính điểm. Sau đó đến còn 4 cầu thủ cuối cùng thì sẽ đánh bán kết và chung kết. Rồi là một cú điều ra bi số 6 ra bi số 7 hơi bị sai má, nên cầu thủ Phạm Phương Nam phải đánh trô con bi cái về đến tận băng ngắn phía dưới và tung ra điều bi số 6 điều bi số 8 vào lỗ giữa bàn phía bên phải.
và xử lý tốt của thủ phạm phương Nam. Vừa rồi cái vị trí không phải là lý tưởng để đánh MB số 7. Và tỷ số sẽ là 2-0 cho Nam Phạm rồi. Vâng, thưa bạn, giải đấu Tilipu Master League này là giải đấu lần đầu tiên được tổ chức theo thể thức đánh league với 8 cầu thủ. Ngày đầu tiên sẽ đánh vòng tròn một lượt và tính điểm loại ra 2 cầu thủ, và tiếp theo vào ngày thứ hai sẽ vòng 2 cũng sẽ là 6 cầu thủ đánh vòng tròn một lượt để loại tiếp ra 2 cầu thủ, lấy 4 người cuối cùng vào đánh bán kết và chung kết. Tiêu chí lựa chọn cầu thủ của giải đấu này thì sẽ gồm 4 tiêu chí. Thứ nhất là thành tích quốc tế, là thành tích đánh SEA Games cũng như là giải đấu quốc tế và giải đấu thế giới. Thứ hai là thành tích quốc gia, là đây đều là những vận động viên đã có thành tích bề dày thành tích vô địch quốc gia và những cái thành tích về đại hội thể dục thể thao cũng như là tay cơ xuất sắc. Tiêu chí thứ ba đó là xếp hạng của cầu thủ theo những cái bảng xếp hạng ở Việt Nam, và thứ tư đó là xếp hạng ranking thế giới theo WPA và Matchroom. Như vậy đây là 4 tiêu chí hàng đầu để lựa chọn cho 8 cầu thủ này để tham gia giải đấu này. Làm cú phá bi tốt của cầu thủ Phạm Phương Nam ở ván đấu thứ 3. Tuy nhiên một lần nữa thì con bi số 2 lại bị che chắn bởi con bi số 3 rồi. Hình vi này thì cầu thủ Phạm Phương Nam có lẽ sẽ phải thực hiện một cú đánh A băng. Mình nghĩ là tình huống này nếu mà đánh push out thì sẽ là một cú đánh không phải là khó, tại vì con bi số 2 ở gần lỗ rồi. Đánh push out ra thì sẽ cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn hoàn toàn có thể tấn công được. Vậy là không có cách nào khác, cầu thủ Phạm Phương Nam phải thực hiện một cú đánh push out ra vị trí A băng. Ôi, một tình huống tẹt cơ của cầu thủ Phạm Phương Nam rồi. Tình huống thì rất là đẹp rồi nhưng mà anh đánh tẹt cơ. Ôi, chúng ta có thể thấy là cái sự chuẩn bị cho cú đánh vừa rồi của cầu thủ Phạm Phương Nam là không tốt. Và bây giờ thì cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Vâng, cái tác phong của anh rất là nhanh nhẹn. Không hiểu là có lý do gì mà cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn đánh có vẻ hơi bị nhanh trong những cú đánh của mình các bạn ạ. Anh sẽ phải kỹ càng trong cái việc điều bi số 4 về bi số 5 này đây. Rất hay, rất nhanh nhưng mà cũng rất gọn gàng các bạn ạ. Từ bóng bàn thì không có gì rồi. Và tỷ số sẽ được rút ngắn xuống 1-2 cho cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Thưa bạn, hệ thống thi đấu của giải Tilipu Master League này bao gồm có bàn Diamond, 4 bàn Diamond cho tất cả các trận đấu của chúng ta, cũng như là Bi Aramid Black. Điều đặc biệt là
Hệ thống chiếu sáng của giải đấu này đó là hệ thống đèn Longoni. Đây là hệ thống đèn tiêu chuẩn quốc tế và đặc biệt là nó không tạo chói, cho nên các cầu thủ có thể thoải mái thi đấu mà không bị mỏi mắt cũng như là không bị mệt. Đặc biệt một điều kiện nữa đó là cái hệ thống cấp khí tươi của câu lạc bộ. Hệ thống giám sát chất lượng không khí và cấp khí tươi sẽ đảm bảo cái không gian thi đấu nó thoải mái nhất cho các cầu thủ có thể thi đấu và đạt trạng thái thi đấu cho giải đấu này. Thưa bạn, có thể là trên màn ảnh chúng ta thì thấy là bàn thi đấu hơi bị tối, nhưng mà thực ra các cầu thủ đang có một điều kiện thi đấu đủ sáng, thậm chí là điều kiện ánh sáng là tuyệt vời. Và một cú phá cực kỳ hay của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn, con bi số 1 được đưa xuống lỗ giữa bàn với bên tay trái, và đây là hình bi đẹp để đánh dọn bàn. Tình huống lắc lỗ con bi số 2 nhưng mà vẫn rơi. Vậy là một cú đánh con bi số 5 và chấp nhận đánh con bi số 6 ở khoảng cách xa. Và xử lý rất tự tin của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Xử lý cực kỳ thoát tay ở con bi số 6 ra con bi số 7 các bạn. Vừa rồi nếu mà cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn đánh một cú đánh nhẹ để điều con bi cái đi hai băng thôi thì rất dễ bị quá lực. Và thay vào việc đó thì anh quyết định đánh một cú đánh thoát tay con bi số 6 điều mi số 7 đi đến 5 băng điều mi số 7. Và đây là một tình huống dọn bàn, một cú đi chấm của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn, tỷ số được cân bằng 2 đều. Rất bay. Thưa bạn, ở vòng 1 này thì chúng ta sẽ có các trận đấu đến 6 và thể thức là thắng phá. Đến vòng 2 thì sẽ là các trận đấu đến 7 cũng là thắng phá. Ở ngày đầu tiên thì 8 cầu thủ mỗi người sẽ phải đánh đến 7 trận. Các trận đấu sẽ liên tiếp nối đuôi nhau. Hai cầu thủ trong trận đấu này của chúng ta đều là hai cầu thủ có thành tích quốc gia cũng như là quốc tế tốt. Cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn thì là cầu thủ đã 8 lần vô địch quốc gia. Còn cầu thủ Phạm Phương Nam thì trong các giải đấu gần đây anh lại có thành tích trội hơn cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn, đó là anh lọt vào đến trận chung kết của giải Bắc Kinh mở rộng năm 2019 và lọt đến top 32 của US Open năm 2023. Những thành tích rất đáng nể trong các giải đấu quốc tế của cầu thủ Phạm Phương Nam. Vừa rồi ở cái ván bi phá ván thứ 5 thì cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn đã không thực hiện cú phá bi tốt, không ăn được con bi nào. Tuy nhiên là hình bi này là khó để cầu thủ Phạm Phương Nam có thể tấn công ngay được. Hiện được một pha thủ bi rất tốt, một pha thủ bi đưa bi cái ra sau bi số 5. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy là con bi số 1 lại dính với bi số 9 này, cho nên là nếu cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn có a băng lỗi trong tình huống này thì cầu thủ Phạm Phương Nam cũng sẽ phải tiếp tục thực hiện pha thủ bi ở cú đánh tiếp theo. Đúng là một pha băng lỗi thôi. Có lẽ tình huống đó là một tình huống mà cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn cũng không quá quyết tâm trong việc a băng trúng tình huống đó. Nếu mà a băng trúng thì có thể còn bị phơi ra một hình bi đẹp cho cầu thủ Phạm Phương Nam cơ. Tình huống thủ bi thứ hai của cầu thủ Phạm Phương Nam trong tình huống này.
Và như ta đều biết thì cầu thủ Anh Tuấn mới thi đấu xong giải Premier League ở Mỹ và anh mới chỉ về Việt Nam cách đây một ngày thôi. Tôi anh về Việt Nam vào tối ngày 27 tháng 3 và có một ngày 28 tháng 3 nghỉ ngơi thôi, và anh tiếp tục đánh tiếp cái giải đấu này vào ngày 29 là ngày hôm nay. Chịu lỗi tiếp theo của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn, và đây là một hình bi có thể dọn được cho cầu thủ Phạm Phương Nam rồi. Vừa rồi cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn cũng rất khó để có thể tạo được một tình huống ở con bi khác. Tại vì nếu mà tạo tình huống tiếp thì con bi số 9 vẫn dính với con bi số 1 và cầu thủ Phạm Phương Nam vẫn có thể thủ tiếp ở hình bi tiếp theo, cho nên là cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn không lựa chọn phương án đó. Này cầu thủ Phạm Quang Nam sẽ phải điều kỹ càng con bi số 5 một chút để có thể trô một băng dài về điều bi số 6. Hai con bi này là hai con bi rất hay gặp ở môn đánh 9 bi hoặc 10 bi, khi mà đó là hai con bi dính tới hai băng dài ở phía đối diện nhau. Phạm Phương Nam đã để một cái má bi, con bi số 5 này có thể rút về phía khoảng giữa bàn để điều bi số 6 gần với con bi 9 một chút thì sẽ ở vị trí lý tưởng. Ngay lập tức thì anh đánh anh bị lắc lỗ rồi. Và xử lý không tốt của cầu thủ Phạm Phương Nam vừa rồi là một cú đánh có thể nói là đã chọn má được chuẩn rồi đấy, chọn má khá tốt rồi. Tuy nhiên là cú đánh con bi số 5 lại vào mỏng và đi lên phía mom trên của lỗ góc phía bên tay phải. Chúng ta có thể thấy là những cái sai số vẫn thường xuyên xuất hiện ở các cầu thủ của chúng ta, cầu thủ Việt Nam, nhưng mà ở cái đẳng cấp chuyên nghiệp rồi, đây là đẳng cấp chuyên nghiệp rồi, nhưng mà những sai số vẫn còn khá nhiều trong những cú đánh của mình. Trước đó thì chúng ta đều thấy là cầu thủ Phạm Phương Nam đã có một cú đánh tách cơ ở ván đấu thứ 3 và cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn dọn bàn ván đấu đó và đi luôn một chấm nữa cân bằng tỷ số. Vừa rồi cũng là một cú đánh trượt con bi số 5 rất là tai hại của cầu thủ Phạm Phương Nam. Số 8 này hơi bị mỏng các bạn. Và anh Nguyễn Anh Tuấn đã thực hiện cộng bi không thành công, nhưng mà may mắn ăn con bi số 9. Vâng, may mắn ăn bi số 9, một tình huống rất may mắn cho cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn và tỷ số được nâng lên 3-2. Và có vẻ là cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn vẫn mang lộc ở phương trời Mỹ về tận Việt Nam được. Vâng, ở các trận đấu khác thì chúng ta, tôi xin cập nhật nhanh các cái tỷ số. Ở trên bàn thi đấu số 1 thì cầu thủ Lương Chí Dũng đã dẫn trước cầu thủ Đỗ Hồng Quân với tỷ số 3-0.
Bàn thi đấu số 2, cầu thủ Dương Quốc Hoàng đã giữ trước cầu thủ Đặng Thành Kiên tỷ số 3-1. Trên bàn thi đấu số 3 thì cầu thủ Nguyễn Phúc Long đang giữ trước cầu thủ Đỗ Thế Kiên với tỷ số 4-0, và trận đấu này cầu thủ Phạm Phương Nam và cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn đang có tỷ số là 3-2 cho cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Lại một cú phá bi không tốt của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn rồi. Vậy rõ ràng chúng ta phải thấy là cầu thủ Phạm Phương Nam là người phá bi tốt hơn trong hai cầu thủ của trận đấu này, nhưng mà anh lại đang bị dẫn với tỷ số 3-2. Chờ xem cầu thủ Phạm Văn Nam sẽ xử lý nào với hình bi này. Hình bi này thì rất khó có thể tấn công được. Khả năng thủ bi ra sau cái khóm bi 3489 kia thì là khả quan nhất. Tuy nhiên là con bi cái nó sẽ con bi số 1 nó sẽ có lẽ sẽ va chạm với số 2 trong cái đường đánh này của cầu thủ Phạm Văn Nam, nếu mà đường bi cái về cái má bên trái bàn theo cái góc nhìn của chúng ta. Vậy là cầu thủ Phạm Phương Nam đã quyết định thực hiện một pha thủ bi đưa con bi số 1 đưa bi cái lên phía bên trên con bi số 1 và cái khóm bi 3489 đó, nhưng mà lại không giấu đuôi được cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn rồi. Đây là tình huống mà cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn hoàn toàn có thể thực hiện một pha thủ bi của riêng mình. Như vậy là anh đã quyết định đánh một cú bi đường riêng con bi số 1 vào lỗ góc phía dưới bên tay trái, nhưng mà đã không thành công. Cơ hội sẽ được nhường lại cho cầu thủ Phạm Phương Nam trong tình huống này. Một cú đánh của cầu thủ Nguyễn Tuấn có thể nói là hơi bị mạo hiểm, đặc biệt là xem xét đến tình huống con bi số 1 đó thật sự là đường rất là hẹp. Không dễ của cầu thủ Phạm Phương Nam ở con bi số 2 đâu các bạn. Con bi số 2 này bi cái sẽ phải đi hai băng. Đầu gậy phải cực kỳ hay trong tình huống này, đặc biệt là cầu thủ Phạm Phương Nam cũng phải hơi cao gậy một chút khi mà con bi số 6 đang đứng sau con bi số 1, đứng sau con bi cái. Vâng, và anh đã đánh không thành công rồi. Đánh ra bị mỏng con bi số 2. Một tình huống mà cầu tay phải đặt rất là nhạy cảm và cầu thủ Phạm Phương Nam đã không thoải mái trong việc thực hiện cú đánh của mình. Và đánh mỏng con bi số 2 dọc băng dài phía bên tay phải cực kỳ hay của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Nào như vậy con bi số 3 này thì vẫn còn đường, tuy nhiên là đây bàn này tuy là mở rồi nhưng mà vẫn phải cần việc điều rất là kỹ con bi số 8 các bạn nhé. Như vậy là sẽ là tình huống thủ bi. Còn tình huống thủ bi ở con bi số 3, như vậy con bi số 3 vừa rồi không có đường các bạn ạ. Vị trí con bi cái này và con bi số 8, số 9 đã lấy đi rất nhiều đường A băng của cầu thủ Phạm Phương Nam rồi. Có lẽ anh sẽ phải thực hiện một pha A băng qua bên trái con bi số 5 theo góc nhìn chúng ta và để con bi cái về theo bên phải. Một tình huống A1 băng thôi. A1 băng và có một chút áp phê bên tay phải để chạm vào con bi số 3. Một tình huống này nếu mà chạm được vào một trong chạm vào má bên trái con bi số 3 thì rất có thể sẽ ra đuôi lại cho cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn. Sẽ là tình huống A nhiều băng nhưng không phải là một băng nữa. Sít nữa thì chính xác rồi. Tình huống A khá là chính xác rồi, tuy nhiên tình huống vừa rồi thì nó A 2 băng nó hơi bị khó các bạn ạ. Tình huống vừa rồi thật sự là khó. Nếu mà A 1 băng thì nó sẽ dễ trúng hơn. Có lẽ là cầu thủ Phạm Phương Nam mà tin tưởng một cái đường A 2 băng hơn là từ A 1 băng thì bình thường A 1 băng thì nó vẫn khó căn cái điểm mà vào con bi số 3 hơn các bạn. Như vậy là vô tình thì cầu thủ Phạm Văn Nam cũng đã tháo gỡ tình huống bi số 8 và bi số 9 ở lỗ góc phía dưới bên tay trái cho cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn rồi.
thì hướng điều bi cái vào gần với cả băng dài bên tay trái thì sẽ là thuận lợi để cầu thủ Nguyễn Tuấn có thể ăn được con bi số 8. Thấy là cái má này thì điều con bi số 7 thì rất khó có thể đưa con bi cái dính vào băng ngắn bên tay trái, băng dài bên tay trái được các bạn ạ. Số này thì cầu thủ Nguyễn Tuấn sẽ phải thực hiện một cú đánh sang C. Đánh cúp luôn, cực kỳ hay. Hơi bị thiếu má một chút, không hiểu là có đánh ăn được không. Đầu thì uống thủ bi rồi, đầu gậy này thì uống thủ bi của thủ Nguyễn Tuấn rồi. Vâng, như vậy là ra một con bi số 8 không đủ má ăn nên cầu thủ Nguyễn Tuấn đã quyết định thực hiện thủ bi, đưa bi cái ra dính sau con bi số 9. Và tình huống này là cầu thủ Phạm Nam sẽ phải thực hiện pha A băng. Hình A băng này thì có thể cầu thủ Phạm Nam có sẽ đánh một đường đánh A3 băng. Không, như vậy là chỉ là một tình huống đánh A2 băng thôi. Không chính xác. Như vậy phải đến 99% là tỷ số sẽ được nâng lên 4-2 cho Nguyễn Anh Tuấn rồi. Sau khi cầu thủ Phạm Phương Nam dẫn trước với tỷ số 2-0 thì cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn đã giành được một mạch 4 ván. Sau đó phá bi ăn được con bi số 1 rồi, nhưng mà bi số 2 này ra đứng sau con bi số 4. Một tình huống đánh push out của cầu thủ Phạm Phương Nam, của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn, xin lỗi các bạn. Nam đã nhường lại cú đánh này cho cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn rồi. Một thứ thủ bi không tốt của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn khi mà đưa giải bài toán do Chí Minh đặt ra. Và đây là cơ hội để cầu thủ Phạm Phương Nam có thể giành được cái điểm số thứ 3 của mình trong trận đấu này và đưa trận đấu về một cái trạng thái cân bằng hơn.
pha điều của số 3 là vị số 4 hơi bị rung rinh của thủ phạm Phương Nam đã va chạm với số 4 rồi. Tuy nhiên rất may cho anh là tình huống đó là vị số 4 lại ra một vị trí dễ chứ không phải ra một vị trí khó. Nếu mà đi thêm một chút nữa thôi thì con vị số 4 sẽ không còn đường đánh vào lỗ góc phía trên bên tay phải và sẽ là một tình huống thử thách thật sự cho cầu thủ Phạm Phương Nam. Nam Phạm sẽ phải rất cẩn thận trong những cú đánh cuối cùng này. Trước đó thì ván đấu thứ 5 cầu thủ Phạm Phương Nam đã đánh trượt con bi số 5 rất đáng tiếc. Bây giờ thì anh sẽ không muốn lặp lại sai lầm đó. Sự đến con bi 89 này nhưng mà cảm giác của mình vẫn là khá là rung rinh cho cầu thủ Phạm Phương Nam trong cú đánh này. Xử lý tốt rồi. Vậy là có cái bi 9 cuối cùng này thôi, tỷ số sẽ được rút ngắn xuống 3-4. Thưa bạn, giải đấu TD Pool Master League được tổ chức tại TD Pool Arena. Đây là câu lạc bộ được trang bị 4 bàn Diamond và các bàn Hollywood. Đặc biệt các bàn Diamond của giải đấu này được thiết kế theo cái lỗ gần như là điều kiện tiêu chuẩn của Matchroom. Lỗ góc đang có kích thước là 4,15 inch và lỗ giữa bàn là 4,25 inch. Cùng với đó là hệ thống đèn Tongoni chống chói, chống lóa cho các cầu thủ, đảm bảo cái điều kiện thi đấu tốt nhất cho các cầu thủ. Và thêm vào đó là hệ thống giám sát chất lượng không khí và cung cấp khí tươi. Có lẽ cái điều kiện thi đấu của giải đấu này các cầu thủ sẽ phải thi đấu với một cường độ rất là lớn, tuy nhiên là với điều kiện thi đấu đảm bảo về ánh sáng cũng như là không khí ở chất lượng cao nhất thì các cầu thủ sẽ có được một cái trạng thái thi đấu tốt hơn. Ở ván đấu thứ 8 này thì cầu thủ Phạm Phương Nam đã thực hiện cú phá không tốt, không ăn được con bi nào cả. Cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn sẽ phải kỹ càng cho việc điều con bi số 5 kia. Bi số 5 thì có lẽ vẫn còn đường để đánh ăn vào lỗ góc phía dưới bên tay trái, nhưng việc điều bi sẽ phải rất kỹ càng. Vâng thưa bạn, 8 cầu thủ sẽ đánh cùng giờ vào các trận đấu của mình. Sẽ có 4 trận đấu diễn ra và tất cả đều được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của Việt Nam Bilas Promotion, web thể thao. Và đặc biệt là trận đấu trên bàn TV, bàn thi đấu số 1 thì sẽ được live trên fanpage của TD Bilas Club. Đánh con bi số 3 ở khoảng cách xa cực kỳ hay của anh Tuấn. Đẩy con bi cái lên một chút và điều con bi số 4 vào lỗ dưới phía bên tay trái. Anh đang nhìn đường để đánh con bi số 5 vào lỗ giữa bàn phía bên tay phải. Như vậy là anh tính một đường gãi các bạn ạ, tính một đường gãi
trong tình huống đó. Và ra một hình bi số 5 này khó rồi. Đây sẽ phải là một cú đánh thủ bi, giữ con bi cái ở đằng sau bi số 7. Thì bi số 5 vừa rồi là bi rất khó xử lý. Có lẽ phải đánh một lực lớn hơn thì mới có thể gãi được con bi số 5 ra khỏi cái tầm kiểm soát của con bi số 7 và bi số 8. Tuy nhiên là cũng không thể biết được đi đâu nếu mà đánh một lực lớn. Cầu thủ Nguyễn Tuấn đã đánh một cái lực nhẹ để có thể đẩy con bi số 8 ra một chút, nhích ra một chút, nhưng mà cũng không đủ để tạo ra một má ăn con bi số 5. Đây sẽ là tình huống A băng của cầu thủ Phạm Phương Nam. Vâng, thưa bạn, cầu thủ Hoàng Sao thì đã giành thắng lợi trước cầu thủ Đặng Thành Kiên với tỷ số 6-1 rồi. Hôm qua thì mình có xem cầu thủ Hoàng Sao tập ở trên các bàn thi đấu này, và thực sự nói thì anh có những cú phá cực kỳ đẳng cấp. Ôi, lại một tẹt gậy nữa của cầu thủ Phạm Phương Nam sao? Vừa rồi mình thấy thoáng đó là một cú đánh tẹt cơ. Nhưng mà dù sao thì cũng là lỗi không chạm được bi số 5 rồi. Cơ hội cho cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn để có điểm hưu trong trận đấu này. Không có sai lầm gì đến từ vị trí của cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn cả. À, nhưng mà má này hơi bị vếch lên phía trên rồi. Cú đánh thoát tay đưa bị cái đi ba băng để điều bị số 9 vào lỗ dưới phía bên tay phải. Cú đánh vừa rồi chứng tỏ là cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn đang có trạng thái thi đấu rất tự tin và thoải mái các bạn nhé. Nếu như mà không có được trạng thái thi đấu thoải mái thì các cầu thủ sẽ chỉ đẩy nhẹ con bi số 8 đó và chấp nhận đánh con bi số 9 từ một vị trí ở phía trên bàn. Nếu mà hơi tê một chút đấy thì sẽ đánh như vậy. Còn vừa rồi làm cú đánh thoát tay và cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn đã có điểm số thứ 5, tỷ số là 5-3. Đúng rồi, thưa các bạn, cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn vừa có một giải đấu khá thành công về mặt phong độ ở giải đấu Premier League Pool, và anh chỉ chịu nhường cái vé cho cầu thủ Abinoshan ở cái lượt đấu cuối cùng sau khi mà không có được cái hiệu số tốt bằng cầu thủ người Áo thôi. Một chút nữa thì cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn đã có thể giành được chiếc vé vào vòng 2, và đó sẽ là một cái thành công đối với BIA Việt Nam rồi.